vừa mang đậm đà bản sắc dân tộc, vừa mang nét mới của vũ điệu hiện đại, được biểu diễn trên những sân khấu hoành tráng và lộng lẫy nhất. Không chỉ riêng ở nước ta mà bạn bè trên thế giới cũng rất thích thú, đó là bài múa sạp. Trên nền nhạc điệu của bài hát Xòe Hoa, múa sạp đã trở thành bài múa mang tính đoàn kết của dân tộc Việt Nam chúng ta. Mời quý vị đến với bài múa sạp quen thuộc qua phần biểu diễn của các bé lớp 4 tuổi. Múa của dân tộc, và nhìn thấy các con nhìn những bộ quần áo trang phục rất lộng lẫy của người dân tộc, chúng ta lại nhớ mái vạn nhà dâng, nhớ những tiếng gõ đập, tiếng cồng, tiếng chiêng sôi động. Tay cho một động tác
rất là khó của các con ạ. Vâng, những điệu nhảy rất thành thục, giống như cô bé của bạn Mèo, bạn Thái. Các con thật là những em bé thông minh, nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Một tràng hoan lớn cho điệu múa của các con ạ. Xin quý đại biểu, quý khán giả một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục biểu diễn của các con.